Xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây tôi xin trình bày với các bạn một vấn đề trong quá trình sử dụng ô tô. Tức là các bạn từng biết là nhiều bạn đã từng hỏi là có nên bán ô tô ở cái năm thứ năm hay không, và chi phí của năm thứ năm nó như thế nào. Thì các bạn cứ tưởng tượng là sau bước sang năm thứ năm thì là ô tô của chúng ta đã đi được. Với những người đi nhiều thì có thể lên trên 10 vạn, và những người đi ít thì có thể lên đến 7-8 vạn. Thì có một số những cái bộ phận mà chúng ta phải thay thế. Và các bạn có thể thấy như là tôi xem chia số đây, các bạn có thể nhìn thấy là đây là các cái hình ảnh về các cái chi phí của ô tô trong bước sang tháng 5 thì có tất cả những 19 mục. Trong đấy có những cái mà chúng ta bắt buộc phải thay thế như là ắc quy, như là lốp phải thay cả 4 chiếc, sau đó là nước làm mát, đèn buji vân vân. Rồi là với cái chi phí mà cái ô tô mà tôi đang sử dụng thì nó tăng lên gần gấp đôi, với là khoảng tầm 16 triệu. Và đây các bạn có thể nhìn hình những cái hình mà tôi đã phải chi phí buji, ắc quy, ga, lốp, chìa khóa điện, nước làm mát. Và trong một cái vấn đề các bạn có thể thấy là sẽ đến năm thứ năm thì có thể một số cái nắp của cái bình nước làm mát nó không được tốt nữa, thì nó sẽ bị kém đi và dẫn đến là các bạn phải thay cả cái nắp của cái bình nước làm mát phụ, chìa khóa điện, rồi là khóa quạt điều hòa, bởi vì sau một thời gian chạy nó khô dầu, nó gây tiếng kêu mà không khắc phục được thì phải thay. Rồi là các cái lọc gió động cơ, lọc gió điều hòa, lọc xăng, cốc lọc thì các bạn thay định kỳ thường xuyên rồi. Và các bạn có thể nhìn thấy là trong năm thứ năm này thì là đối với một con xe spark van đi với quãng đường cung đường khoảng tầm 30 cây một ngày như tôi thì cái chi phí nó như sau: gồm 13 triệu tiền xăng, 16 triệu tiền bảo dưỡng thiết bị, gồm có chi phí bảo hiểm chăm sóc một năm qua, và chia cho 12 tháng thì nó là khoảng tầm 2,5 triệu. Và các bạn có thể thấy được rằng là cái chi phí ô tô của cái năm bắt đầu bước sang năm thứ năm thì nó sẽ phát sinh như thế nào. Năm thứ hai thì tôi chỉ chi có 7,1 triệu, năm thứ ba là 8,1 triệu, nhưng năm thứ tư các bạn có thể thấy nó lên đến 16,9 triệu. Và cái chi phí này các bạn có thể thấy được rằng mặc dù là năm nay cái giá xăng nó rất là giảm, các bạn có thể thấy là cái giá xăng nó ở biểu đồ nó giảm dần từ giá thấp chỉ lên đến 25 nghìn, bây giờ giảm xuống còn gần 15 nghìn. Thì và đây là chính là biểu tượng cái con xe tôi đang sử dụng. Vậy năm thứ năm là một trong những cái năm mà các bạn khi mua xe cũng như là khi các thì là các bạn phải lưu ý, bởi vì xe đã đến một số chu kỳ thay bảo dưỡng, thay thế rất là nhiều. Đặc biệt là từ năm thứ năm đến năm thứ bước sang năm thứ bảy chúng ta phải thay nhiều thứ khác nữa. Thì đấy là một trong những cái clip hôm nay tôi muốn đưa cho các bạn để các bạn có thể lựa chọn cho mình một con xe phù hợp, và biết rằng là khi mình mua con xe hay bán con xe ở năm thứ năm thì nó có những cái chi phí phát sinh như thế nào. Biển xanh chấm nhé. Xin kính chúc quý vị và các bạn lái xe an toàn. Xin chào và hẹn gặp lại.